thì trở lại đi thường nghĩ là một trong những cái câu hỏi bây giờ nhiều người vẫn tiếp tục đặt ra và nhiều bạn vẫn hỏi thường đó chính là liên quan đến bitcoin etf vẫn còn khá là không hiểu về cái sự kiện xảy ra hồi thứ sáu thì để thường chia sẻ lại cái mà chúng ta thấy đã xảy ra hồi thứ sáu đó là chúng ta đã cuối cùng có được một cái bitcoin etf đầu tiên được thông qua bởi SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Trước đây đó trong năm nay chúng ta đã thấy được là có nhiều cái quỹ Bitcoin ETF được thông qua nhưng mà không phải là ở Hoa Kỳ. Chúng ta đã nghe nói tới quỹ Bitcoin ETF ở Canada. Chúng ta nghe nói quỹ Bitcoin ETF ở Brazil nhưng mà cho đến thứ sáu mới đây đó là cái quỹ đầu tư ETF đầu tiên được thông qua bởi ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì cái sự kiện này nó diễn ra nó khá là làm cho nhiều người khó hiểu tại vì sec cuối cùng đã lựa chọn là không nói gì hết khi mà chúng ta thấy được là cái bạn nạp đơn để có thể có được một quỹ bitcoin etf đó thì cho đến cái ngày mà đã hết hạn thì sec có thể đưa ra quyết định là không chấp nhận có thể đưa ra quyết định là sẽ trì hoãn và có thể đưa ra quyết định là chấp nhận hoặc là họ không nói gì hết cũng đồng nghĩa là chấp nhận và cuối cùng thì thứ sáu này là sec đã lựa chọn là không nói gì hết có nghĩa là đã đến ngày mà SEC không nói gì thì coi như là được thông qua Và bây giờ đó chúng ta thấy được là cái quỹ ETF đầu tiên Đó chính là cái ETF có cái tên là ProFund ETF Trust Thì cái quỹ này sẽ bắt đầu được giao dịch trên những sàn chứng khoán đó Với cái ticker gọi là BITO B -I -T -O. Thì các bạn thấy được đây là một quỹ đầu tư ETF dựa theo Futures Tôi đã từng chia sẻ đứng sau lưng cái quỹ đầu tư ETF này là không có cái Bitcoin thật sự thì nhiều người nói là điều này thì không được tốt lắm tại vì các bạn thấy được là nếu như không có bitcoin ETF thực sự thì làm sao ảnh hưởng đến giá cả vân vân thì cái mà thường đã từng chia sẻ với các bạn đó là hiện bây giờ có hơn 40 40 đơn bitcoin ETF đang chờ được giải quyết bởi SEC và trong đó chúng ta có lẫn lộn những cái bitcoin ETF dựa theo hợp đồng tương lai dựa theo futures của sàn CME và có những cái bitcoin ETF mà có bitcoin thực sự đứng sau lưng thì chúng ta cũng đã biết là sec đó đã ra cái quyết định là họ bây giờ chỉ có chuẩn bị tâm lý cho một cái bitcoin etf dựa theo sản phẩm futures mà thôi họ chưa có chuẩn bị tâm lý để có một cái bitcoin etf mà có bitcoin thật sự thì lý do tại sao thì sec nói đó là để bảo vệ những nhà đầu tư thường cảm thấy điều này cũng không có hợp lý tại vì futures là một cái sản phẩm mà có cái tính nguy hiểm cao hơn cho nên nếu nói tới bảo vệ nhà đầu tư thì tại sao lại không cho một cái Bitcoin ETF của Bitcoin thật sự? Các bạn thấy được đây là một cái điều mà thường cảm thấy là không hợp lý, nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng đã có một cái Bitcoin ETF đầu tiên rồi. Nhiều người cho đây là một cái chiến thắng lớn tại vì đã nhiều năm chúng ta chờ đợi cái thông tin này và ít ra đó thông tin này cũng sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư quan tâm đến Bitcoin hơn, bình thường hóa Bitcoin hơn và chúng ta có thể được là nhiều nhà đầu tư lớn cũng có thể tiếp cận được với cái giá của Bitcoin. Nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian ngắn như nhà đầu tư đó họ sẽ nhanh chóng hiểu được là cái proshare Bitcoin ETF này nó sẽ không có theo sát giá Bitcoin được tại vì đây là một cái sản phẩm gián tiếp có nghĩa là đứng trên sản phẩm này là những cái hợp đồng mà thôi thì đương nhiên rất là khó để mà theo sát giá cả của Bitcoin. Nhưng mà dù sao nữa đây cũng là một cái sản phẩm mà nhiều nhà đầu tư lớn sẽ tiếp cận được. Nhiều bạn sẽ hỏi thuận đó là tại sao những nhà đầu tư lớn, những quỹ đầu tư đó họ không có tự đi thu mua Bitcoin, họ không có tự đi thu mua hợp đồng tương lai trên sản CME có phải rẻ hơn không? Tại sao lại phải cần thông qua cái quỹ ETF này? Thì cái quỹ ETF đó, hay gọi là Exchange. Traded Fund Đây là một cái quỹ đó mà dựa theo luật của Hoa Kỳ Cái vấn đề lớn nhất đây là pháp lý Tại vì các bạn thấy đó là chúng ta cũng có những cái quỹ như là cái quỹ Grayscale Thì quỹ Grayscale đó không phải là ETF Đó gọi là cái quỹ gọi là ETN hay là Exchange Traded Note cái quỹ Grayscale đó trên căn bản các bạn không phải là lưu trữ cổ phần của cái quỹ đó mà các bạn lưu trữ cổ phần Đứng sau lưng đó là đại diện cho cái giấy nợ có nghĩa là Grayscale ghi giấy nợ là họ đang nợ các bạn một cái số lượng tiền tương đương như là Bitcoin trong cái quỹ của họ. Điều này thì nhiều người cho là khá là nguy hiểm nếu như mà Triskel có vấn đề gì liên quan tới tài chính thì như thế nào. Cho nên đây là một cái quỹ mà ít người tiếp cận được hơn tại vì cái tính nguy hiểm nó cao hơn. Đối với lại ETF đó thì sẽ dễ dàng tiếp cận được với bất cứ một nhà đầu tư nào và điều quan trọng ở đây đó là những quỹ đầu tư như là quỹ lương hưu hay là cái quỹ 41 k vân vân những cái quỹ đó đó là dựa theo luật của hoa kỳ dựa theo prospectus dựa theo cái uh, tài liệu quỹ đó thì sẽ không được đầu tư vào một số những cái uh, công cụ trong đó sẽ có những cái công cụ liên quan đến những hàng hóa và bitcoin được liệt vào hàng hóa hiện bây giờ cho nên uh, mới gọi là tài sản và đánh thuế như tài sản của hoa kỳ vì lý do đó nhiều quỹ đầu tư lớn họ theo luật không thể đầu tư trực tiếp vào bitcoin được và họ cũng không thể đầu tư trực tiếp vào những cái hợp đồng future được. Nhưng mà bây giờ đã có một cái ETF này, đây là một cái cầu nối để những người đầu tư đó có thể là ít nhất là đi theo cái xu hướng giá cả của Bitcoin. Nhưng mà thường nghĩ là đối với những trader, những người mà giao thường xuyên đó thì có thể dẫn đến là những giao dịch đó, những người mà trader đó họ sẽ hứng thú hơn với cái sản phẩm này. Đối với những nhà đầu tư mà lâu dài dài hạn đó thì tôi nghĩ là họ sẽ chờ đợi để có một cái Bitcoin đứng sau lưng là Bitcoin thật sự. Cho nên cái nhu cầu của sản phẩm này có thể là không có cao lắm nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy được cái sự hứng thú sẽ đến từ forward nhiều người sẽ biết thêm về Bitcoin bây giờ càng ngày càng bình thường hóa trong thị trường tài chính hơn. Đây là cái bước tiến tới đáng kể. Và đương nhiên đối với sản phẩm này thì các bạn thấy được là các bạn có thể long, các bạn có thể short. Thì nhiều người cho là không có nghĩa là người ta sẽ long À, Bitcoin đương nhiên là như vậy, có, người ta có thể đa số, nhưng mà trên căn bản không ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của Bitcoin. Ngoại trừ là có ai đó đẩy một số lệnh rất lớn ở trong uh, thị trường futures, sau đó sẽ làm giá Bitcoin để có thể được hưởng được cái lợi ích ở trên thị trường futures. Nhưng mà hiện bây giờ thì chúng ta thấy được là tình hình đó là Bitcoin ETF mình muốn chia sẻ với các bạn. Khi nào thì chúng ta mới thấy cái Bitcoin ETF này được giao dịch thì uh, tôi nghĩ là trong tuần sau có nghĩa là thứ hai thứ ba không giống như là cái tình trạng trước đây khi mà chúng ta nói tới à, cái à, hợp đồng tương lai được ra mắt bởi sàn CME năm 2017 đó thì à, cái sự kiện này có thể xảy ra rất là nhanh có nghĩa là chấp thuận ngày thứ sáu thì có thể là thứ hai thứ ba tuần này sẽ được bắt đầu giao dịch và đương nhiên thường đã chia sẻ với các bạn là đây chỉ là một cái ETF mà thôi chúng ta còn rất là nhiều những cái quỹ đầu tư ETF đang chờ được giải quyết trong tháng 10 này chúng ta còn ba cái quỹ đầu tư ETF đó chính là Valkyrie chúng ta cũng có Invesco Bitcoin và VanEck. và dựa theo Bloomberg đó thì bài điều họ đã đoán đúng là cái khả năng cao nhất là ProShare sẽ được thông qua 2 trên 1 kế tiếp là họ nghĩ là Valkyrie Bitcoin ETF sẽ là 4 trên 1 khả năng cao thứ nhì kế tiếp là Invesco Bitcoin sẽ là khả năng cao thứ ba 9 trên 1 thì nếu như mà có Bitcoin ETF kế tiếp đó thì Bloomberg nghĩ là sẽ là cây quỷ của Valkyrie Và chúng ta cũng mới nhìn thấy đó là Snapdeck đã có động thái là họ sẽ chấp nhận cái quỹ Valkyrie khi mà SEC thông qua và để trả trở lại đó các bạn thấy được chúng ta bây giờ đang nhìn vào biểu đồ của nến ngày Thì chúng ta trả trở về năm 2017 đi Thì các bạn cũng đã nhớ là năm 2017 đó Hồi tháng 10 đó chính là cái lúc mà chúng ta nghe nói tới sàn CME Sẽ có một cái uh, uh, hợp đồng Tương lai cho Bitcoin thì chúng ta nhìn vào tài liệu tháng 10 đi, đây là năm 2017 thì cái mà các bạn thấy được là gì? Cái là các bạn thấy được đó là cũng tương tự như là tình hình ETF đó thì các bạn thấy được là trước khi mà có cái thông tin đó đã dẫn đến là cái sự tăng giá của Bitcoin và tăng giá của Bitcoin chính khi chúng ta nghe nói tới thông tin chính thức đó là thường nhớ là ngày 31 tháng 10 năm 2017 là sàn CME sẽ có một cái hợp đồng tương lai trên Bitcoin Đó là cái thông tin lớn nhất năm 2017 liên quan đến full war chấp nhận crypto Thì chúng ta thấy đó là sau đó như thế nào, sau đó thì giá cả tăng trước đó rồi sau đó Thông tin chia sẻ thì giá lại tăng thêm vài ngày nữa Sau đó chúng ta thấy là cái đợt điều chỉnh đã xảy ra điều chỉnh 30% Và đối với lại năm 2007 nhìn về cái quá khứ đó thì đây là cái đợt cuối cùng Điều chỉnh cuối cùng mà những người nào mà muốn mua thêm Bitcoin Crypto có thể tận dụng cái đợt điều chỉnh này để mà mua tại vì sau đó các bạn thấy được là năm 2017 đó là giá đã từ đó đã bắt đầu là tăng trưởng mạnh trở lên cho đến cái mức 20.000 đô rồi chúng ta đi vào mùa đông đây là cái tình hình của năm 2017 khi mà chúng ta nói tới hợp đồng của CME nhưng mà cái sự khác biệt đó là hợp đồng của CME đó là vài tháng sau mới, mới bắt đầu giao dịch và cái ngày mà thực sự giao dịch đã là cái ngày đỉnh của năm 2017 rồi các bạn có nên nhớ là ngày 18 Tây là hợp đồng của CME được giao dịch Thì cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây đó Là nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của năm 2017 đó Cái sự kiện tương tự Thì chúng ta có thể là thấy một cái đợt điều chỉnh Khoảng chừng là 30% đó chính là cái đợt điều chỉnh của năm 2017 Trước khi mà giá Bitcoin có, có cái sự tăng trưởng đột biến Đi từ cái thời điểm là 5.000 đô ở cái mức là giữa tháng 11 mà trong vòng chỉ có một tháng thôi 5.000 đô đã nhân 4 lần lên tới 20.000 đô thì đây là tình hình của năm 2017 trước khi là kết thúc cái đợt tăng trưởng đó Tuy nhiên cái thông tin này đó là cũng không có giống như là ETF tại vì ETF sau khi mà được thông qua là sẽ được giao dịch nhanh chóng cho nên cũng không thể nào mà chúng ta cứ nhận định như vậy nhưng mà có một số điều mình không muốn chia sẻ với các bạn thì trước hết á, các bạn thấy được tình hình bây giờ là giá tăng cái đường màu trắng này tăng lên nhưng mà các bạn thấy được là những cái thanh màu xanh này là cái số lượng bitcoin nạp vào và rút ra thì đây là tài liệu cho tới ngày 15 tây thì các bạn thấy được là tình hình cũng không có gì gọi là bất ổn cái số lượng bitcoin nạp vào rút ra hàng ngày đó không có gì gọi là quá đặc biệt so với những lúc mà chúng ta thấy những cái thanh màu xanh này tăng cao gần đây thì cái sự kiện nạp vào rút ra cũng không có gì gọi là quá uh, quan tâm chúng ta thấy đó là khi thường zoom vào trong cái thời điểm mà tính theo giờ đi mỗi thanh là một giờ hồi nãy là mỗi thanh là một ngày thì tính theo giờ các bạn sẽ thấy được là trong cuối tuần qua đó thì tình hình là để thường zoom vào các bạn sẽ rõ hơn là tình hình của ngày hôm nay đó trên thực tế chúng ta có thể thấy được ngày hôm nay kết thúc là chúng ta thấy là tiếp tục có thêm Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào nếu chỉ tính ngày hôm nay mà thôi tại vì cái thanh này cũng khá là dài và đi trở xuống và điều này đó, thực ra mà nói là chúng ta cũng không thấy cái sự thay đổi nhìn chung chúng ta nhìn hàng ngày đó thì các bạn thấy được là có ngày nhiều Bitcoin nạp vào có ngày nhiều Bitcoin rút ra hơn nhưng mà nếu như mà nhìn chung đó thì các bạn thấy được là tình hình Để Thường zoom vào cái thời gian tính theo giờ đi Thì các bạn thấy được đây là đại diện cho cái số lượng Bitcoin trên sàn Thì các bạn thấy được cái đường màu xanh này Là cái số lượng Bitcoin trên sàn, cái đường màu trắng này Là giá Bitcoin, thì giá Bitcoin tăng Và tăng và tăng từ cái thời điểm là tháng 9 cho tới bây giờ nhưng mà chúng ta thấy cái đường màu xanh này thì như thế nào Là đi hàng ngàn, nghĩa là giá cứ tăng nhưng mà chúng ta lại không thấy có nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn Nhưng cái là bây giờ vẫn đang nắm chặt Bitcoin của mình